Chào mừng các bạn đến với Bắp Channel, kênh thông tin giải trí nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là bản tin chính trong ngày hôm nay. Thúy Ngân thắp tuổi bằng điểm nhấn lấp lánh. Thúy Ngân là một trong những mỹ nhân có lượng fan đông đảo nhất nhì Vbiz. Không chỉ sở hữu lối diễn xuất chuyên môn đỉnh, tính cách thân thiện, profile sạch sẽ scandal, mà những diễn viên còn sở hữu nhan sắc vô cùng mãn nhãn. Bước chân ra từ các cuộc thi nhan sắc nhưng lại rẽ nhánh sang lĩnh vực diễn xuất. Chính vì vậy, mỗi lần ngắm cô nàng trên TV, fan không ngừng xuýt xoa. Mỹ nhân sinh năm 1991 cũng là người hiếm hoi đánh bật Ninh Dương Lan Ngọc giành slot trên báo Hàn. Nhiều trang báo của xứ sở Kim Chi lần lượt dành lời khen có cánh cho thành viên của Running Man bản Việt là trẻ trung, xinh đẹp. Ở độ tuổi ngoài 30, nhiều mỹ nhân Vbiz thường phải nương tựa các liệu trình nâng cơ, trẻ hóa chuyên sâu để làm căng da mặt, giúp gương mặt trẻ hơn. Tuy nhiên, với người có hoa tay và thiếu điều kiện tài chính thì có thể áp dụng một số bí kíp trẻ và hay ho khác. Thúy Ngân xinh và trẻ hơn với tuổi 31 là một phần bí kết hợp ăn ý phấn son. Xu hướng trang điểm tạo vòng mắt giả và nhấn nhá với highlight đã không còn là món nghề trang điểm lạ với nhiều chị em đam mê TikTok. Phong cách túi tóc này được lấy cảm hứng từ các soái tỷ xứ Trung. Đôi mắt sẽ thêm phần ướt át, to tròn và có điểm nhấn hơn. Thúy Ngân là bóng hồng nổi bật với các phong cách make up sương sương Hàn Quốc. Cô nàng hiếm khi tút tát gương mặt với layout của các beauty queen. Đi event hay make up ngày thường, nữ diễn viên cũng chăm sóc giao diện không khác nhau là bao. Với nhiều chị em vốn dĩ sở hữu nền da mịn màng, không quá nhiều khuyết điểm và trắng hồng, thì khoảng trang điểm xuống phố càng tinh giản càng đẹp. Thúy Ngân đôi khi chỉ cần một lớp phấn má hồng và một lớp son dưỡng là đủ hớp hồn người hâm mộ. Nhờ phong cách trang điểm thời thượng chuẩn Hàn mà so ảnh Thúy Ngân trước đây với hiện tại, nhan sắc của cô thậm chí chẳng già đi mà mặn bà, nổi bật hơn hẳn.